Kìa, con chuẩn bị sống rồi, nó xuất hiện kìa, đặt cho nó một cái trái đây cho nó đổ rồi. Rồi không biết gì hết trơn. Quá thế rồi, không biết gì hết trơn. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay cái level số 13 nha các bạn. Số 13, 21. Thì nói chung đi lẹ đi, tên tới diệt chùm coi qua cái gì, có gì mới không nha. Chứ đi gầm vòng có nhiêu đây quầy. Các bạn xem video chắc cũng chán rồi. Bây giờ mình bữa nay mình sẽ chơi chơi cái vũ khí mới nha. Vũ khí. Giờ thôi bây giờ mình chơi vũ khí. Bữa nay mình chơi bơm cho ghi. Bơm cho ghi đâu có đủ thảy ra đâu mà chơi bơm cho ghi. Chơi cái con này nè. Con này nãy chơi rồi. Đó. Đi chọn cái con này đi. Con đó là bông hướng dương thôi, có gì đâu. Con này nè. Mấy con này lạ quá, không biết nó có công dụng gì không đây. Con này. Hôm nay mình chơi mấy con lạ lạ đi. Mấy con lạ lạ. Rồi, mấy con lạ quá luôn, nhưng mà cũng phải dự phòng một hai con để bảo vệ, lỡ như có thua thì mình còn tấn công vô đâu nè. Còn là số 10 nữa. Số 10 nữa. Đi một con nữa đi. Con này ở hình người nè. Ok. Rồi lết gấp thôi. Lết gấp. Đấy, trước tiên vô trồng quả hướng dương. Sau đó mình sẽ mua cái cây ăn thịt người để vô nha. Rồi tiếp luôn. Đặt lấy nhiều nhiều mặt trời để mình mua được nhiều cái cây để mình đặt vô tiêu diệt zombie nha. Và zombie xuất hiện hơi bị nhanh để đặt cái này vô có gì không. Cái cây nấm này nó lè lử. Nhìn thấy tiếu tiếu sao đâu. Trời ơi. Tự nhiên cái video đang chạy coi một phút quơ vô vậy là thấy cái video mình nó không có chất lượng rồi đó ha. À nhưng mà bơi nhưng mà cái con này để cho cái con zombie tới nâu rồi sao á. Nâu vậy á. Làm gì? Nhưng mà bơi nhưng mà cái này để cho nó cho đi coi. Bơi giờ thôi bây giờ ba đặt cái gì lên. Để đi, cũng đặt tùm lum hết trơn rồi, rối rồi, đội hình hết trơn rồi. Cái gì vậy? Ôi, cái con này ra nó đốt lửa, cháy chết, treo cho bí chơi rồi kìa. Con cũng đau quá hả? Không phải, con này kêu là con gì nãy nè. Ác quỷ. Không biết tên nó luôn. Ác quỷ. Con gì đó là nó tiêu diệt mình không hay luôn rồi. Đúng lên. Zombie chiến này nó nhảy ra thấy nhanh quá các bạn ơi. Nói dạ. Chung là cái màn này nó hơi bị đặc biệt à. Căng. Cái cây này nó có công dụng gì cho nó đứng đi chơi không à. Đặt thích lên cho nó có công dụng gì không. Ok, chỉ cần xoay qua một vòng là mình đã đi tới cái đường cuối cùng rồi. Cho cái con zombie đội mão này nó đi bụi cho rồi. Tiêu diệt con này nữa là mình sẽ chiến thắng nha các bạn. Trời ơi, vậy mà không tiêu diệt nó được nữa hả? Bứng cây này lên luôn. Nhưng mà làm thế để à. Cho làm thế cho quầm. Cái con. Ok các bạn ơi, chỉ cần một cú quầm của cây ăn thịt người là mình đã chiến thắng cái level này rồi nha. Để cho cái video nó hơi dài thì mình sẽ tiếp tục khi một cái level cái tiếp luôn nha. Thì ở cái video này mình không có nâng cấp cái cây nào cho nên không có test nha. Mình sẽ chơi thẳng luôn nha các bạn. Bà nhưng mà sao ba không chịu chơi đổi cây. Để giờ ba đổi cây nữa nè. Rồi bạn này đâu có đổi cây được đâu. Bạn này cây nó ra tự động luôn rồi. Nó bắt buộc mình phải chơi cây này đó. Ừ, hút bấm đàng hoàng đi, tập trung vô chiến mơ coi. Ngừng cái coi, rồi. Đó. Trời ơi, trời ơi, quá trời nhiều luôn kìa. Yêu bà ơi. Đặt trời thêm cây nữa. Trời ơi, trời ơi. Cây này nó công dụng gì đây? Ba đăng. Trời ơi.
tính ra nó lợi hại nha. Hôm qua mình không đặt mấy cái này, nhưng mà bơi nhưng mà hôm qua mình không nâng cấp mấy này, bây giờ mình nâng cấp nó lên đi. Ừ. Ba chơi xong mang một cái bơi nâng cấp đi. Nâng cấp cái nào? Nâng cái ông già này nè. Già này là hôm qua nâng cấp full rồi, lên được cái level Man City 10 hay gì hả? Nó không có lên cao được rồi, cho nên là đâu có nâng cấp được. Dạ thôi, bây giờ mình nâng cấp 100 km đi. 100 km là nhiều hơn. 100 km cái số đi. Gì đây, nâng cấp 100 km là gì? 100 km cái số á. Cái số gì là 100 km? Ba ơi, dạ thôi, bây giờ ba nâng cấp mấy cái cây này 100 km cái số đi. Rồi, ok. Bi ra quá đông rồi. Phải đặt một cái trái chùm vô để cho nó đổ với con zombie hết luôn. Trời ơi, nhưng mà bơi nhưng mà hồi nãy cũng nằm nhõm của ngoại kia, không ngồi vậy cũng nổi kia, không ngồi vậy nổi. Rồi sao? Trời ơi. Nói gì không hiểu gì cho nghe ông khai. Tự nhiên chứ nằm nhõm của ngoại gì, không hiểu gì cho trời. Con quậy. Zombie ra dốc rồi kìa, không lo. Rồi, hy sinh một chiếc xe rồi các bạn ơi. Hy sinh hết. Tình hình khá là nguy hiểm. Rồi xong hy sinh hết một chiếc cào cào rồi. Ê, chỉ còn một con zombie đội sừng này ra thôi. Ý, zombie thèn zombie luôn. Dâu zombie không lột con. Quay mà bị bơ rồi chú ơi. Kìa, con chuẩn bị sống lô nó xuất hiện kìa, đặt chú cho nó một cái trái này cho nó đổ vô rồi. Ừ, không giống dính gì đó cho Phú Quân. Quá thế rồi, không giống dính gì đó hết trơn. Cái con chuẩn bị khổng lồ này, cho nó đóng băng luôn. Bắn nó đi. Ừ, bắn nó đi. Đậu già. Cái đậu già. Rồi, nó nhích nhích là được rồi. Quá là nguy hiểm. Hiện tại thì mình đã đi bụi một cái chiếc xe bảo vệ rồi nha. Ủa rồi nó đâu rồi? Ủa nó bị ông già bắn nhăn vô sao luôn rồi. Ồ, chiến thắng luôn rồi Phúc ơi. Rồi ok các bạn ơi, chắc có lẽ mình sẽ tạm dừng video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi ok, bye bye.